Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày hôm nay thì dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 33 xã của 7 tỉnh thành sau hơn một tháng xâm nhập vào Việt Nam và tất cả đều tập trung tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 202 hộ của 64 thôn thuộc 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 4.230 con, tương đương với 297 tấn thịt. Trong đó, Hưng Yên là địa phương có số lợn nhiễm dịch bệnh nhiều nhất với 2.323 con. Hà Nam là địa phương có số lợn nhiễm thấp nhất là 15 con. Và một câu hỏi lớn đặt ra nhưng đến nay thì vẫn chưa có lời giải, đó là dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam bằng cách nào và có hay không sự yếu kém trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là có một vấn đề được các địa phương và hộ chăn nuôi quan tâm nhất lúc này là chính sách hỗ trợ đối với lợn bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi. Nếu như duy trì ở mức hỗ trợ là 38.000 đồng một kg như hiện nay thì người nuôi sẽ giấu dịch và bán chạy đàn do hiện nay giá lợn hơi trên thị trường đang rất cao. Về câu hỏi dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam bằng cách nào và virus dịch tả lợn châu Phi từ đâu mà ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, đến lúc này đã chắc chắn dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Việt Nam là do lây lan từ Trung Quốc. Cụ thể, qua xét nghiệm tất cả các mẫu bệnh phẩm cho thấy 100% virus dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam trùng với 100% virus dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc. Thậm chí đến hôm nay không biết được một số con đường. Đúng không ạ? Tôi nói thẳng nghe tên luôn. Không biết nó đến từ đâu, tự nhiên nó không nhảy ở biên giới mà nhảy ở trong này. Đúng rồi. Mà đây cũng không phải dùng từ chim di cư nữa mà gọi là chim trời thôi. Làm gì có con gì di cư vào đây. Về vấn đề đề nghị hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ đề nghị chính phủ cho nâng lên mức cao hơn 38.000 đồng 1 kg lợn hơi hiện nay. Tuy nhiên, sẽ phải cân nhắc để không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Do đó mới có đưa ra là cái 02 quy định cứng là 38.000 một cân thịt lợn hơi hỗ trợ. Nhưng bây giờ phiên họp chính phủ đã kết nhất trí sửa cái đó. Sửa theo gì? Thấp nhất tùy từng tỉnh nhưng mức thấp nhất là 80% giá thị trường. Phải hết sức chữa. Từ thấp nhất là quan trọng lắm đấy. Ông nhiều thì 100%, 90%, nhưng ông phải khống chế được không trục lợi chính sách. Không chết vì cái khác đổi tội cái này. Đấy là một việc nhé. Việc thứ hai là gì? Riêng cái con lợn nái và con lợn đực đang sinh sản thì nhất trí đưa hệ số 1,5 đến 1,8 để chính quyền địa phương áp dụng. Đúng không ạ? Tại sao lại nó có chuyện 1,5, 1,8 vì thế này? Cái con nái mà hết đát thì nó khác con nái đang tơ ý dối để đảm bảo công bằng đến người dân. Đúng không ạ? Nên chính sách này rất rõ đấy. Và khi này cũng nói rõ chính sách là gì? Không phải chỉ cái con dịch tả lợn châu Phi mà kỳ này thì gắn luôn là kể cả tai xanh, kể cả lở mồm long móng. Vì nếu không thấy nó chênh đổi tội tất cho cái con dịch tả châu Phi thì nó phản ánh không đúng cục diện mà mình không nắm được cái tình hình. Trước lo ngại dịch có nguy cơ lây lan trên diện rộng, nhiều địa phương và doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đề nghị chính phủ cho lập chốt ở đèo Hải Vân để cấm không cho chở lợn và các sản phẩm chăn nuôi từ miền Bắc vào.